Suzuki vừa công bố giá bán SUV địa hình Jimny 2021 ở thị trường Indonesia. Xe vẫn giữ được những ưu điểm vốn có. Ở thị trường Indonesia, Suzuki Jimny 2021 có giá bán từ 395.500.000 đến 411 triệu rupiah, tương đương 654,28 đến 679,92 triệu đồng. SUV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Kích thước của Suzuki Jimny 2021 lần lượt là 3.625 x 1.645 x 1.720 mm, chiều dài cơ sở 2.250 mm, khoảng sáng gầm 210 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 4,85 m, trọng lượng không tải 1.085 kg, dung tích bình xăng 40 lít. SUV này được trang bị bộ la đường kính 15 inch. Suzuki Jimny thế hệ thứ 4 vẫn giữ kiểu dáng hầm hố và cá tính, phần đầu xe nổi bật với cản trước lớn. Cụm đèn pha LED tự động được làm dạng tròn đậm chất cổ điển. Chắn buồng trộn tạo nên vẻ bề thế đặc trưng của những SUV địa hình, đuôi xe vẫn được giữ lại lớp dự phòng. Bên trong khoang cabin, Suzuki Jimny 2021 sử dụng ghế bọc vải, nội thất với 4 chỗ ngồi. Hàng ghế trước có thể chỉnh tay, còn hàng ghế sau gập 50x50, vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các nút bấm. Màn hình giải trí 6,8 inch với các kết nối như USB, Bluetooth. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny 2021 là khối động cơ K15B4 xi lanh dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 101 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 130 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Suzuki Jimny 2021 gồm 2 túi khí. Cùng với đó là các hệ thống như chống bó cứng phanh, ABS, kiểm soát lực kéo, LSC, ổn định thân xe, FB, hỗ trợ xuống dốc, HDC, phanh tự động khi lên dốc giúp ngăn tình trạng xe lùi tự động.